Sáng nay ngày 22 tháng 5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm để xét kháng cáo của 15 trên 36 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC. Trong vụ án, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai là nguyên đơn dân sự và AIC được xác định là bị đơn dân sự. Trong số các bị cáo kháng cáo có Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị AIC. Bị cáo Nhàn bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm và xử phạt tổng cộng 30 năm tù cho hai tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Hiện người này vẫn đang bỏ trốn và đang bị truy nã. Những bị cáo kháng cáo khác gồm Trần Mạnh Hà, cựu Phó Tổng Giám đốc AIC, Hoàng Thị Thúy Nga, cựu Phó Tổng Giám đốc AIC, Đỗ Văn Sơn, cựu Kế Toán trưởng AIC, cùng nhiều cựu nhân viên AIC và nhiều giám đốc doanh nghiệp được xác định là quân xanh trong vụ vi phạm đấu thầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Trong vụ án có 11 bị cáo là lãnh đạo tỉnh, sở, ban ngành tỉnh Đồng Nai. Nhưng tại phiên phúc thẩm lần này chỉ có bị cáo Phan Huy Anh Vũ, cựu giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai kháng cáo, đề nghị được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Trước đó, bị cáo Vũ bị tuyên phạt tổng cộng 19 năm tù cho hai tội danh. Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Đình Thành, cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai 11 năm tù, Đinh Quốc Thái, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai 9 năm tù cùng về tội nhận hối lộ. Theo nhận định của tòa cấp sơ thẩm, Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu trong vụ án này, chỉ đạo nhân viên thuộc các phòng ban khác móc ngoặc với chủ đầu tư, phân công các công ty quân xanh trong quá trình đấu thầu và trúng thầu, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 152 tỷ đồng. Ngày 22 tháng 5, Công an thành phố Đà Lạt cho biết đã bắt giữ Trần Hoài Thương, sinh năm 1990, trú thành phố Đà Lạt, nghi phạm bạo hành bé gái hơn 2 tháng tuổi để điều tra xử lý về hành vi cố ý gây thương tích. Tại cơ quan công an, bước đầu Thương khai nhận bản thân có quan hệ tình cảm với Nguyễn Phúc Hồng Ân, sinh năm 2001, mẹ ruột bé gái bị bạo hành, từ tháng 3 năm 2023. Cả ba cùng sống tại phòng trọ trên đường Nguyễn Văn Trỗi, Đà Lạt. Do bé thường quấy khóc nên Thương bực tức khó chịu. Thương đã nhiều lần dùng tay đánh tát mạnh vào mặt bé. Cụ thể ngày 19 tháng 5, Thương lấy núm vú giả đặt vào miệng bé rồi dán băng keo quanh miệng để bé không khóc. Khi thấy bé khó thở, Thương mở băng keo ra. Một lúc sau, Thương tiếp tục cầm gấu bông ném vào người bé. Rạng sáng ngày 20 tháng 5, Thương mua ma túy đá để cùng Ân sử dụng tại phòng trọ. Đến trưa cùng ngày, khi cho bé uống sữa nhưng bé không uống, Thương tát vào đầu, mặt bé. Thời điểm Thương bạo hành bé gái, mẹ của bé có mặt tại phòng trọ nhưng không can ngăn. Sau khi bé có biểu hiện nguy kịch, Thương đưa bé đến bệnh viện và nói mình là hàng xóm của gia đình bé. Theo Công an thành phố Đà Lạt, qua xét nghiệm nhanh, cả Thương và Ân đều cho kết quả dương tính với ma túy. Đối tượng Thương từng có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, bị Tòa án Nhân dân thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng xử phạt 2 năm tù giam vào năm 2016. Công an phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đang điều tra vụ việc học sinh T, 14 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn. Trong lúc tắm biển vào chiều ngày 19 tháng 5, em đã bị một nhóm thanh niên khoảng 10 người đánh hội đồng và nhấn nước biển, khiến T bị thương tích nặng. Sau khi bị đánh, T bơi vào bờ và chạy vào một khu resort gần đó để trốn. Tại đấy, em mượn điện thoại để gọi người nhà đến cứu. Tuy nhiên, nhóm thanh niên này còn hung hãn không cho mọi người chở T đi bệnh viện. Một số đối tượng trong nhóm này đã bị công an triệu tập lên làm việc. Kết luận ban đầu, em T bị đánh gãy 4 răng hàm trên, nhiều răng dưới bị lung lay, chấn thương vùng đầu và thương tích phần mềm. Mẹ em T cho biết gia đình sẽ không chấp nhận hòa giải vì đây là nhóm đối tượng mà con chị không hề quen biết nhưng lại ngang nhiên hành hung chỉ vì nhìn không thích. Gia đình em T cũng đã thông tin việc con mình bị đánh lên mạng xã hội với mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và làm rõ vụ việc. Sáng ngày 22 tháng 5, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra truy tìm chiếc xe tải nghi liên quan vụ tai nạn giao thông làm một người chết, một người bị thương xảy ra trên địa bàn phường Bình Hòa, thành phố Thuận An. Khoảng hơn 22 giờ tối ngày 21 tháng 5, nhiều người nhìn thấy một chiếc xe tải vụt qua, rồi sau đó thấy hai người nằm bất động ở hiện trường. Trong đó người nam nằm cạnh xe máy được xác định đã tử vong tại chỗ,
Nạn nhân bị thương là chị K, 43 tuổi, quê Quảng Trị, nằm cách đó vài mét, được người dân đưa đi cấp cứu. Ngoài ra hiện trường còn mảnh vỡ kính chiếu hậu và thanh cản bằng sắt của xe tải rớt lại. Ngày 17 tháng 5 vừa qua, ô tô Mercedes-Benz C250 SQC có năm sản xuất 2014 đến đơn vị đăng kiểm 5005V chi nhánh Hồng Hà, có địa chỉ 1A Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh để kiểm định. Phương tiện trên đã bị đánh giá không đạt hạng mục kiểu dáng hình dạng xe thuộc công đoạn 1. Đăng kiểm viên được giao nhiệm vụ thực hiện kiểm tra, xác định mặt ca lăng phía trước của ô tô không đúng với hình dáng của dòng xe Mercedes-Benz C250 SQC. Chủ xe này khẳng định chưa từng thay đổi bất kỳ thông số kỹ thuật nào của xe và nhờ hãng xe kiểm tra để chứng minh chiếc xe của mình không hề thay thế mặt ca lăng. Nhưng đăng kiểm viên vẫn không giải quyết và đã trả hồ sơ, đồng thời yêu cầu chủ xe thay đổi lại mặt ca lăng và cản trước giống phiên bản C250 AMG mới được đăng kiểm lại. Quá bức xúc, chủ xe đã phản ánh trên các trang mạng xã hội, được đông đảo người dân quan tâm và đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam có câu trả lời. Ngày 19 tháng 5, Cục Đăng kiểm đã yêu cầu đơn vị 5005V chi nhánh Hồng Hà và đăng kiểm viên Trần Vũ Phương báo cáo giải trình. Cục Đăng kiểm xác định đăng kiểm viên Trần Vũ Phương và đơn vị đăng kiểm 5005V chi nhánh Hồng Hà thực hiện chưa đúng quy trình quy định, thiếu sót trong công việc, chưa tra cứu đầy đủ thông tin kỹ thuật từ cục, dẫn đến kết quả đánh giá chưa đúng. Cục Đăng kiểm đã ngay lập tức yêu cầu đơn vị đăng kiểm 5005V chi nhánh Hồng Hà chủ động liên hệ chủ phương tiện để xin lỗi, nhận thiếu sót và có trách nhiệm thực hiện cấp giấy chứng nhận tem kiểm định cho phương tiện. Thông tin từ Cảnh sát Giao thông tỉnh Đắk Lắk cho biết, vào khoảng 21 giờ ngày 21 tháng 5, trên tuyến đường Đông Tây đang thi công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra vụ tai nạn khiến hai người thương vong. Theo thông tin ban đầu, trên xe ô tô có 4 người lưu thông trên đường Đông Tây, theo hướng sân bay Buôn Ma Thuột về đường Lê Duẩn. Khi đến đoạn giao với đường Đinh Tiên Hoàng, chiếc xe đã đâm vào vòng xoay. Vụ tai nạn khiến một người tử vong, một người bị thương nặng và hai người còn lại bị thương nhẹ. Tại hiện trường, hai bánh trước của xe leo lên vòng xoay, đầu xe bị hư hỏng nặng, các túi khí trong xe đã nổ bung.